Ok, thì ta hết pin rồi. Ok. Anh đi không anh? Em đang đi rồi chị ơi. Không, là đi khách không anh ý? À vâng, em đang đi chở là khách đây anh. Là khách này này, đi khách này này anh. À đi khách này ạ. Thôi chị ơi, em shipper, làm gì có tiền mà đi khách này à chị? Shipper hay là gì thì cũng được mà. Thôi chị cứ trêu em. À chị ơi, cho em hỏi cái. Em đang đi giao hàng ấy, nhưng mà cái Google Maps của em tự dưng là điện thoại nó hết pin ấy. Chị cho em hỏi là Luân City nó ở đâu hả chị? Louis chứ. À vâng, Louis City ấy chị, nó ở đâu hả chị? Thế cậu đi ra đấy hả? Vâng. Đi ra đấy dễ ỏm. À vâng, thế chị chỉ đường giúp em với à? Bây giờ tôi chỉ đó một lần thôi nhá. Vâng. Cố mà nhớ nhá. Vâng. Đây, cậu đi 2 km nữa đến cuối đường. À vâng. Đến cuối đường thì cậu rẽ trái. À vâng. Rẽ trái cậu đi qua cái cầu thì cậu đi 500m nữa cậu rẽ phải. Vâng. Được chưa? Rẽ phải xong cậu đi thêm 200m nữa đến cái vòng xuyến. Vòng xuyến rồi cậu đi đến ngã thứ tư, cậu đi 500m nữa ra đường lớn. Đường lớn cậu rẽ trái. Thế là đến nơi. À vâng. À, cụ thể là bây giờ là em đi hết đến cuối đường này. Ừ. Hết 2 km là rồi em rẽ rẽ trái. À vâng, rẽ trái. Ừ. Rẽ trái xong rồi em là rẽ trái tiếp. Không, cậu phải rẽ phải chứ. Cậu không nhớ được đường à? Quá, chả hiểu sao là cái đường xa ở đây nó cứ rối rắm như thế nào chị ạ. Thôi, cậu ngồi lùi về xe sau đi, để tôi chở cậu đi cho nó nhanh. Nhưng mà chị có biết đường không? Tôi đúng đường ở cái khu vực này mà lại cũng không biết đường à? Ôi giời, ngồi lùi về sau. May cho cậu ấy là hôm nay tôi không có khách, tôi mới chở cậu đi đấy nhá. Vâng, được thế thì em cảm ơn chị ạ. Vâng. Vâng. Rồi nhá. Vâng. Đi này. Vâng, đi đi ạ. Đến nơi rồi nhá. À vâng. Đây là Louis 3 đấy. À đúng rồi, Louis 3. Hàng của chị đâu em? À, chị đặt hàng à? À vâng, hàng của chị đây à. Của chị đặt hàng là một hộp sâm tô nứ đúng không ạ? Ừ, đúng rồi em. Thế em gửi chị ạ. Ôi, ôi. Chị không gặp hàng à? Chị ơi, em chưa kịp ạ. Im, chắc từ đâu. Nhưng mà em... Cậu cứ tin ở tôi. Ngồi im nào. À vâng. Ui. Đấy. Xong nhiệm vụ nhá. Tôi chở cậu đến cái nơi cậu cần đến rồi đấy. Cậu nhớ đường chưa? Vâng, em cũng nhớ được hòm hòm rồi chị ạ. Hả? Nhớ hòm hòm là được rồi. Vâng. Cậu cứ theo cái đường mà tôi chỉ là cậu sẽ đến thôi nhá. Thôi, cậu đi nhanh đi. Cậu cứ đứng đây ám quẻ tôi quá. Nãy giờ tôi chở cậu đi là mất bao nhiêu khách rồi đấy. Vâng, em biết rồi. Em cảm ơn chị, em đi đi ạ. Đấy nhá. Vâng. Nhanh lên rồi. Xe chưa đầy được, chị thông cảm ạ. Chúc chị bắt được nhiều khách ạ. Em đi đi ạ. Nhưng mà sao không để cho mình là giao hàng cho khách xong đi rồi chở mình về đây nhỉ? Thế bây giờ là đi hết đoạn đường này 2 km rồi rẽ trái rẽ phải nhỉ? À hình như là rẽ trái. Chắc là rẽ trái thôi.